Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo đài CNN ngày 3 tháng 10, chiếc máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Ryanair đã bất ngờ bốc cháy trong khi đang lăn bánh, chuẩn bị cất cánh tại sân bay Brindisi ở miền nam nước Ý, khiến 184 hành khách và thành viên tổ bay phải sơ tán hãng hàng không ryanair được biết đến là hãng hàng không giá rẻ của ireland và hiện điều hành đội bay lớn nhất châu âu người phát ngôn đại diện của sân bay brindisi xác nhận đã xảy ra vụ cháy hệ thống giao thông hàng không tại sân bay cũng tạm dừng hoạt động trong vài giờ sau đó trước đó chiếc máy bay đã có kế hoạch bay tới thành phố turin ở miền bắc nước ý hãng hàng không cho biết trong một tuyên bố gửi đến đài cnn Chuyến bay mang số hiệu FR8826 bay từ Brindisi đến Turin đã phải hoãn lại vào sáng ngày 3 tháng 10 sau khi tổ bay quan sát thấy có khói xuất hiện bên ngoài máy bay. Toàn bộ hành khách đã được đưa xuống mà không gặp sự cố nào. Họ đã được đưa trở về nhà ga bằng xe buýt. Trên trang web của sân bay, hãng này đã điều máy bay khác tới chở các hành khách đến Turin. Sân bay Brindisi mở cửa trở lại khoảng 3 giờ sau đó, dù trễ 5 tiếng so với lịch trình. Trước đó vào ngày mùng 2 tháng 10, một máy bay khác của Ryanair, chuyến bay FR-846, đang trên đường đến sân bay Milan Bergamo từ Barcelona đã gặp sự cố về lốp khi hạ cánh, khiến sân bay đến phải đóng cửa tạm thời. Một số nhà lập pháp của Ý đã yêu cầu điều tra hồ sơ an toàn và tổ chức phiên điều trần với Ryanair sau khi hãng hàng không này liên tục để xảy ra các sự cố từ đầu năm đến nay, đặc biệt trong bối cảnh hãng hàng không này dẫn đầu về lưu lượng hành khách ở Ý. Hồi tháng 5, chuyến bay của Ryanair từ cảng Paris của Italia đến London đã phải quay đầu vì sự cố kỹ thuật. Cùng tháng đó, thì chuyến bay khởi hành từ thành phố Bologna ở miền bắc Italia đến Bruxelles của Bỉ phải hạ cánh khẩn cấp ở Luxembourg vì xảy ra hỏa hoạn ở trên khoang. Nhóm nghị sĩ cho hay, đây chỉ là một số trong rất nhiều những sự cố liên quan đến Ryanair trong nhiều tháng trở lại đây tại Italia và châu Âu. Ryanair hiện chưa lên tiếng về động thái của các nghị sĩ. Phát ngôn viên Cục Hàng không Dân dụng Italia cho biết, cơ quan này đang điều tra hai sự cố mới nhất liên quan đến máy bay của Ryanair. Trang tin Defense Express vừa qua cho biết, truyền thông Ukraine mới đây đã công bố đoạn video ghi lại cảnh không quân nước này triển khai cường kích Su-24M mang theo tên lửa dẫn đường KH-25ML để tập kích các mục tiêu bên phía Nga. Lữ đoàn đường không số 7 là đơn vị thực hiện chiến dịch không kích. Thời gian và địa điểm cụ thể không được tiết lộ. Trong đoạn video, cường kích Su-24M của Ukraine đã cất cánh cùng với sự hỗ trợ của các tiêm kích Su-27. Sau khi dùng tên lửa dẫn đường để tấn công mục tiêu, các máy bay của Ukraine đã trở lại căn cứ an toàn. Lần gần nhất Kiev công khai sử dụng tên lửa KH-25ML là vào tháng 3 năm nay. KH-25ML là loại tên lửa dẫn đường bán chủ động được chế tạo từ thời Liên Xô. Tên lửa này được thiết kế để tấn công các căn cứ, phương tiện thiết giáp hoặc mục tiêu có giá trị cao. Trước đó, theo Defense Express, không quân Ukraine đang thử nghiệm một thiết bị sản xuất nội địa, cho phép máy bay chiến đấu của Kiev thực hiện các cuộc ném bom tầm xa chống lại lực lượng Nga. Đáng chú ý, loại bom dẫn đường trên không không xác định này có một bộ phận ở phần đuôi giống như tên lửa đẩy nhiên liệu rắn hoặc một động cơ phản lực tua bin. Về mặt lý thuyết, bộ phận này có thể giúp mở rộng đáng kể phạm vi thả bom, đặc biệt là trong môi trường dày đặc các hệ thống phòng không của Nga. Thiết bị nói trên được cho là tương đương với mô đun lập kế hoạch và điều khiển bay UMPK mà Nga phát triển để biến dòng bom FAB truyền thống thành bom lượn dẫn đường chính xác. Trong một bài báo trước đây, Defense Express cho rằng nếu chỉ đơn thuần sao chép bộ kit UMPK của Nga sẽ không hiệu quả đối với Ukraine và Kiev cần phải phát triển một loại thiết bị tương đương của riêng mình vấn đề xuất phát từ các điều kiện cụ thể mà không quân Ukraine phải hoạt động trong cuộc xung đột hiện nay. Defense Express cho rằng có thể có ít nhất 3 kịch bản trong câu chuyện này. Kịch bản đầu tiên là các kỹ sư Ukraine đã thiết kế loại bom dẫn đường với một loại thiết bị tương đương UMPK của Nga. Cũng cần lưu ý rằng bộ kit của Nga cũng có tới 4 phiên bản khác nhau. Một trong số đó liên quan đến việc lắp đặt một tên lửa đẩy nhiên liệu rắn để tăng tầm bắn lên 115 km. Kịch bản thứ hai là các kỹ sư Ukraine có thể đã tạo ra một loại đạn dược hàng không phức tạp hơn, giống như AASM Hammer của Pháp. Một loại bom thông thường với bộ phụ kiện đặc biệt giúp tăng tầm xa và độ chính xác khi tấn công. Kịch bản thứ ba và đáng chú ý nhất liên quan đến một báo cáo từ tháng 7 năm 2024 nói rằng Mỹ đang phát triển tên lửa bom ERIM cho Ukraine với tầm bắn 463 km, Chi tiết về dự án vẫn còn rất hạn chế, dù hợp đồng phát triển đã được ký vào tháng 1 năm 2024, với kế hoạch sản xuất hàng loạt bắt đầu trong vòng 24 tháng và công suất sản xuất dự kiến lên tới 1.000 quả tên lửa, bom loại này mỗi năm. Mặc dù có thể quá lạc quan khi cho rằng tên lửa, bom, ERIM do Mỹ sản xuất này đã được thử nghiệm trên máy bay Ukraine, nhưng cũng không thể loại bỏ bất kỳ kịch bản nào có thể xảy ra. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ The Telegraph, cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson quả quyết rằng ông Donald Trump có thể ngăn chặn xung đột Nga-Ukraine vào năm 2022. Theo ông Johnson, tính cách khó đoán của ông Trump có thể khiến nhà lãnh đạo Điện Kremlin trùn bước nếu Đảng Cộng Hòa thắng trong cuộc bầu cử hồi năm 2020. Dù buộc phải từ chức sau hàng loạt bê bối hồi năm 2020, ông Johnson vẫn là một nhân vật chính trị có ảnh hưởng trên trường thế giới. Ông là nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau khi xung đột nổ ra hồi đầu năm 2022 và đã thực hiện một số chuyến đi đến quốc gia này kể từ đó trong thời gian đương chức lẫn sau khi rời nhiệm sở. Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Johnson nhắc lại một loạt hành động cứng rắn của ông Donald Trump bao gồm việc trục xuất 60 điệp viên Nga sau vụ cựu điệp viên Sergei Skripal bị đầu độc tại Anh, khiến quan hệ giữa Nga với Mỹ, Anh và phương Tây gần như rơi xuống vực thẳm. Ông Donald Trump cũng được cho là có thái độ cứng rắn hơn với Syria so với các chính quyền dân chủ. Ông Johnson được xem là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lập luận rằng nước Mỹ cần một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, ám chỉ rằng bà Kamala Harris chưa phải là ứng cử viên phù hợp cho vị trí lãnh đạo Nhà Trắng. Trước thềm cuộc bầu cử, ông Zelensky đang nỗ lực giành sự ủng hộ từ cả phe Dân Chủ và Cộng Hòa nhằm đảm bảo nguồn viện trợ lâu dài dành cho Ukraine. Các chuyên gia của The Telegraph dự đoán, những bình luận này của ông Johnson trong cuộc phỏng vấn này có thể khiến chính quyền của ông Biden, bà Harris, không hài lòng. Trước đó, trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine tại Mỹ, ông Trump cho biết có mối quan hệ rất tốt với Tổng thống Nga Putin, tiếp tục gieo rắc nỗi lo ngại cho các đồng minh châu Âu và Ukraine rằng chiến thắng tiếp theo của cựu Tổng thống có thể chặn dòng chảy viện trợ từ Washington tới Kiev. Ông chủ cũ của Nhà Trắng cũng từng nhiều lần cáo buộc Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris lôi kéo Mỹ vào một cuộc xung đột không có hồi kết. Một chủ đề mà ông tin rằng sẽ giúp Đảng Cộng Hòa giành được sự ủng hộ từ các tiểu bang dao động quan trọng. Vào cuối tháng trước, ông Donald Trump đã phát biểu trong một sự kiện vận động tranh cử. Ông Biden và bà Harris đã đưa chúng ta vào cuộc chiến ở Ukraine và bây giờ họ không thể đưa chúng ta ra được nữa. Cựu Tổng thống Donald Trump từng nhiều lần nói có thể ngăn chặn xung đột Nga-Ukraine nếu nhà trắng không đổi chủ vào 4 năm trước, đồng thời cho biết sẽ lập lại hòa bình giữa hai nước trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử. Tuyên bố của ông Trump không nhận được sự tán đồng từ Moscow và Kiev, hay thậm chí là từ chính nội bộ Mỹ, nhưng với cựu thủ tướng Anh Boris Johnson thì khác. Ông Johnson nói, không loại trừ khả năng ông Donald Trump có thể kết thúc xung đột nếu trở lại nhà trắng. Ông Trump là kiểu người nói là làm. Theo quan điểm của điện Caroline, trong nhiệm kỳ tiếp theo có khả năng ông Trump sẽ coi một cuộc tấn công vào một quốc gia châu Âu là một sự xúc phạm đối với nước Mỹ và trật tự thế giới, có thể sẽ phải chịu sự trừng phạt nặng nề. Theo các kết quả khảo sát mới nhất, hai ứng cử viên tổng thống Mỹ, ông Donald Trump của Đảng Cộng hòa và bà Kamala Harris đang bám đuổi rất sát tại North Carolina, một trong bảy bang chiến địa trong cuộc bầu cử sắp tới. Kết quả khảo sát do Đại học Hipori vừa công bố cho thấy, cả cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa và phó tổng thống Mỹ Kamala Harris, ứng cử viên của Đảng Dân chủ đều nhận được 48% sự ủng hộ từ các cử tri tiềm năng ở bang Đông Nam nước Mỹ này. Tuy nhiên, theo kết quả thăm dò toàn quốc, bà Harris chiếm ưu thế hơn trong số các cử tri đã đăng ký với tỷ lệ 48% ủng hộ, dẫn trước cựu tổng thống Mỹ Donald Trump 2 điểm phần trăm. Các vấn đề được cử tri North Carolina quan tâm nhiều nhất bao gồm kinh tế, nhập cư, an sinh xã hội và quyền nạo phá thai. Trong mùa bầu cử năm nay, North Carolina được đánh giá là một trong 7 bang chiến địa trọng yếu khi nắm tới 16 phiếu đại cử tri, ngang với bang Georgia và chỉ đứng sau bang Pennsylvania, 18 phiếu đại cử tri. Trong giai đoạn cuối của cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, đội ngũ phụ trách chiến dịch tranh cử của bộ đôi Kamala Harris, Tim Walsh đang tăng cường nỗ lực thu các cử tri nghiêng về Đảng Cộng Hòa, nhưng chưa quyết định. Một số đảng viên Đảng Cộng Hòa công khai ủng hộ Phó Tổng thống Harris tới nay gồm các gương mặt đáng chú ý như cựu Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney, hai cựu hạ nghị sĩ Liz Cheney, bang Wyoming và Adam Kinzinger của bang Illinois, cựu nghị sĩ Jeff Flake, bang Arizona, cựu Phó Thống đốc Georgia, Geoff Duncan. Ngày 3 tháng 10, bà Liz Cheney đã tham gia chiến dịch vận động tranh cử của Phó tổng thống Harris ở Ripon, bang Wisconsin, địa danh vốn được coi là nơi khai sinh của Đảng Cộng hòa. Bà Harris được cho là sẽ tận dụng màn xuất hiện chung với bà Cheney để thể hiện tinh thần hợp tác lưỡng đảng. Địa điểm tổ chức meeting cũng được xem là một bước đi chiến lược từ phía bà Harris. Thành phố Ripon, nằm giữa Madison và Green Bay, là nơi tọa lạc của một trường học được chỉ định là di tích lịch sử quốc gia vì đã tổ chức các cuộc họp đầu tiên mở đường thành lập Đảng Cộng Hòa vào năm 1854. Vào thời điểm chỉ còn một tháng trước ngày bầu cử, giới quan sát cho rằng Nhà Trắng hiện đang đối mặt với ba thách thức có thể đe dọa hy vọng của Phó Tổng thống Harris. Một là cuộc xung đột ở Trung Đông kéo dài liên quan các động thái quân sự qua lại giữa Israel với Hamas, Hezbollah và Iran. Hai là áp lực lạm phát gia tăng do cuộc đình công của gần 50.000 công nhân, cảng thành viên Hiệp hội Longshoremen Quốc tế ILA Tại các cảng phía đông và bờ vịnh đang chặn dòng số nhập khẩu của Mỹ Ba là áp lực chính trị do bão Helen gây lũ lụt nghiêm trọng Khiến 189 người thiệt mạng và nhiều người mất tích ở nhiều địa phương Trong đó có các khu vực của hai bang chiến địa là Georgia và North Carolina